Rồi, nay là mình hướng dẫn cái thao tác mà photo tài liệu trên máy Toshiba. Đây. Thì cơ bản thì tài liệu mình có thể mình photo dưới gương hay là trên khay ADF này. Tương tự như nhau, nguyên lý cơ bản đặt giấy chiều nào, đặt cái bản chính chiều nào thì chọn khay giấy giống như vậy luôn. Tức là giấy mình đặt này là chiều ngang này, mình chọn cái khay giấy chiều ngang. Trên máy Toshiba thì cái A4 mà không có chữ R là nó nằm như vậy, còn A4 mà có chữ R thì nó nằm như vậy, cứ R là nó nằm như vậy. Rồi bây giờ mình photo cơ bản thôi. Bây giờ mình đặt giấy ngang như đây, mình phô có nhiều cái để chọn lắm. Nhất là mình chọn phô một mặt qua một mặt kiểu này, nó chỉ có một tờ mình bỏ vô đây mình bấm ta, phải không, nó chọn một symbol bấm vô đây luôn, đây dễ dọc, nó dễ ngang vô. Rồi sau đó mình chọn ta quen rồi, không còn tờ nào nữa, bấm finish luôn cho nó in ra. Ở đây là kết quả. Rồi, bây giờ trên khay thì như thế nào? Trên khay bây giờ tài liệu đây mình muốn in cái tờ này đi, thì mình đưa cái dự hình mà có cái tờ giấy mà có cái dữ liệu á, đưa hướng lên trời. Rồi cũng tương tự như vậy luôn. Đây mình đặt giấy ngang thì mình chọn cái giấy ngang. Bên đây mình chọn một mặt thôi. Hai mặt thì tương tự, hai mặt mình chọn đây đi. Thôi in hai mặt đi. Hai mặt thì mình không cần quan tâm đến vị trí nào mình đặt, nhưng mà một mặt thì mình nhớ là cái nào mà có cái tài liệu á, mình đưa lên trên. Rồi ok, bây giờ mình cho hai mặt nha, mình bấm ok. Rồi bây giờ đây là giấy ngang, rồi bây giờ mình bấm ta, máy sẽ tự động kéo giấy vô. Máy này nó quét hai lần luôn chứ không phải như máy kia, máy lớn thì nó quét có một lần, một là nó quét được hai mặt luôn. Đây, đây tờ mặt 1, đây tờ mặt số 2. Còn trên gương thì mình làm thao tác như thế nào? Trên gương thì bây giờ mình, đây là tờ giấy hai mặt, bây giờ mình bỏ vô, mình đặt lên, mình sử dụng giấy ngang nha, giấy dọc thì mình tương tự như vậy đi, làm giấy dọc đi ha, cho nó phong phú. Bây giờ mình chọn A4R, chọn cũng hai mặt luôn, đây có hai mặt, một mặt, chọn hai mặt. Rồi sau đó mình chọn bấm ta, máy sẽ quét lần mặt số 1. Rồi bây giờ mình đảo nó qua đây, mặt số 2, bấm tiếp ta. Rồi, ngưng, bấm stop. Đó, tương tự luôn, cũng như vậy. Còn máy này á, thì cái khổ giấy lớn nhất á, là mình đang là khổ A3. A3 thì nó gấp đôi cái tờ A4 này. A3 nó chỉ có cách đặt duy nhất là đặt trên gương nó như thế này thôi. Trên khay thì cũng, trên khay nó thì là kéo rộng nhất như vậy, bỏ tờ A3 chạy vô đây thì cũng chọn một mặt hay hai mặt. A3 đây mình chọn là một mặt đi. Đó, ok chọn quét finish. Đây là kết quả. Nè, quá đơn giản đúng không?